đường rồi còn gì nữa. Mở máy này được chưa? Nó nằm ở chỗ này á? Nằm ở đây. Cái này diều gì? Nào trong hang là toàn pha quê ở bên trong diều đấy. Nhưng mà thấy đuôi rồi gì? Thấy cả người. Vừa thấy người luôn ở đây á? Đây trong hang thì trong hang có tụ ở trong hang không nổi. Cả người luôn. Thế mà đéo bắt được. Chắc là dặn này. Chắc là thi nước này. Thank you.
mấy mấy bộ hôm nay không thấy vậy. Đấy, vảy của nó to ấy kia. Đấy hang đấy. Đấy hang đấy. Thử đào sang bên đây xem nào. Anh cứ đánh ra góc kia đi. Này nó mổ rồi phát vào mặt này. Nó mổ vào mắt. Trong khe đấy à? Hay đấy rồi. Đâu? Bác cứ đánh điện đi. Mổ nó xuống ra nào. Thỏ cứt đít bẹ. Đít bẹ con cá chuối. Ui. Đấy, đây là con cá chuối. Thử xem nó có nhẵn không? Hay nó nhẵn là phải đấy. Ông trưởng cầm cái gậy kia đi. Địt mẹ do to mẹ mày không vụt là... Sống là phải máy là phải ở đây. Bọn nó mẹ bắt rắn giỏi lắm. Bọn xem bọn nó bắt rắn mẹ cao thủ. Đầy nhìn thấy cả rắn rồi không bắt được. Con này phải 7 cân anh ạ. Rồi ok xong rồi. Đây. Đây. Ôi con này phải 7 cân rưỡi. Ôi này. Ôi 7 cân rưỡi. Gãy. Cầm lấy ồ. Cầm đi đã. Thôi con này em được ấy nhá, em nhìn thấy ấy.
Đấy. To này tức là lúc nãy đã đánh nó dính rồi. Nó không dẫy. Có to này không mà. Con này là nó đang có bầu 3 tháng. Bụng to như này chắc là phải có bầu 3 tháng rồi. Kìa kìa, ui nó lép bụng kìa. Đào gì? Nó lấy là nó dính điện rồi. Riêng rắn là nó ở trong cái ống ấy. Nó dính điện rồi bác Thái chưa? Cái này thì nó lại chạy tiếp ra đây. Bây giờ về thì làm nào hay đi bán? Bán được bao tiền rồi để mèo cân. Cái thịt chứ? Ừ, thịt về nhắm rượu. Chắc không chắc đi nào. Anh Thái cầm nó đi quắc lên cái. Rồi thôi, buộc chắc ra thôi. Thế là cuối cùng nó bắt đầu gốc chè này. Vẫn là gốc chè. Rõ ràng nhìn thấy nó rồi mà. Đây. Từ cái lúc mà cái đuôi nó qua luôn cái chổng từ cái lỗ này. Thế mà nó chặn đằng kia mới ra tận gốc chè. Thế mà các bố kinh nha. Báo mà báo cái bẫy gốc chè này xuống. Mình mà không ở đây ấy, là các vị là về hết rồi đấy.